Hello mọi người, hôm nay thì là ngày sinh nhật của mình. Những bạn nào mà sinh vào những cái tháng này thì chúng ta không thể nào đi đâu hay làm cái gì cả, đúng không? Tụi mình chỉ có ở nhà và tự tạo niềm vui thôi. Sáng này mình dậy sớm đi chợ và mua được hai bó hoa, đúng ha, mình thích luôn. Một bó hoa cúc họa mi. Cúc họa mi này lâu lắm rồi mình mới thấy đó các bạn. Cúc họa mi này mình bỏ trong một cái chậu hoa mình trưng ngay cửa sổ nhìn dễ luôn á. Và mình mua được một bó hoa tulip đúng ý mình luôn. Cái màu này cũng là màu mình thích nữa, là màu hồng pastel á mọi người. Mà ở phía trên nó là màu hồng pastel, còn phía dưới nó là màu trắng, rất là dễ thương luôn. Bây giờ mình sẽ cắm hai bình hoa, một bình thì mình sẽ trưng ở phòng khách, còn một bình thì mình sẽ trưng trong nhà tắm nha. Thank you.
Cheers. Cũng khá là lâu rồi mình không có uống old fashion. Dạo này thì mình thường hay uống soju với mọi người, tại vì mình đang ăn kiêng cho nên là mình sẽ uống những cái gì mà nó ít đường. Cái ly old fashion hôm nay mình pha nó cũng sẽ khác bên ngoài một chút xíu, đó chính là ở bên ngoài thì các bạn sẽ thấy họ sẽ sử dụng một cái viên đường hình khối màu trắng, họ nghiền ra, hoặc là họ sử dụng syrup là một cái loại nước đường mà chuyên dùng để pha chế để pha old fashion. Nhưng mà ở nhà mình thì hôm nay mình sử dụng mật ong, tại vì mình thích cái vị ngọt thanh của mật ong. Và cái thành phần chính để pha một cái ly old fashion thì không thể thiếu rượu whisky rồi. Và thường thì mình thích uống old fashion với lại rượu bourbon. Hôm nay thì mình sử dụng Weller Bourbon, một chai mình thấy khá ngon và cái giá cũng phải chăng nữa. Các bạn ơi, vlog của mình không có quảng cáo cho bất kỳ thương hiệu rượu nào nha. Mình chỉ giới thiệu đến các bạn những cái chai nào mình thấy ngon và mình thấy hợp lý thôi. Cheers. Cheers.